Dân, xin chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Kính thưa quý khán giả cùng bà con, thông qua cái việc là phân tích cái quy trình thăm canh lúa ở đồng bằng sông Cửu Long thì cho thấy rằng là hiện nay bà con nông dân đang sản xuất lúa có cái năng suất cao. Tuy nhiên thì bà con cũng phải sử dụng rất là nhiều phân bón, thuốc trừ sâu, cho nên là cái chi phí cũng cao và do đó tổng hòa lại thì cái hiệu quả sản xuất nó trở nên thấp, và kèm theo đó đó là cái nó gây cái tác hại đến cái môi trường sống xung quanh, có nghĩa là bị ô nhiễm môi trường. Như vậy thì làm thế nào để mà giúp cho bà con vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời là vừa đảm bảo phát triển cái nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững? Đó là vấn đề đang được đặt ra một cách hết sức bức bách hiện nay. Và để giải quyết vấn đề này thì gần đây các nhà chuyên môn cũng đã xây dựng nên cái hệ thống canh tác lúa gọi là hệ thống canh tác lúa cải tiến. Như vậy thì hệ thống canh tác lúa cải tiến là gì? Và những kỹ thuật nào cần được vận dụng trong điều kiện cụ thể của sản xuất trong cái vụ đông xuân năm nay đây? Đây cũng sẽ là những nội dung chính mà chúng ta sẽ bàn đến trong chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 60 của Đài Truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay, với chủ đề ứng dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến trong vụ đông xuân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia giải đáp trong chương trình ngày hôm nay, đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Võ Thị Gương, giảng viên trường Đại học Tây Đô. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng, nguyên trưởng bộ phận thường trực tại Nam Bộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Và nhằm làm cho nội dung của chương trình sát với thực tế của đồng ruộng hơn, chúng tôi cũng có mời lên sân khấu hai nhà nông để cùng tham gia trao đổi trực tiếp trong chương trình này, gồm có nhà nông Quỳnh Ngọc Bình đến từ xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nhà nông Nguyễn Văn Dũng cũng đến từ xã Vĩnh Phước B, cũng là huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật công ty Tân Thành. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến hai nhà khoa học, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian đến phim trường này để mà cùng tham gia giao lưu với chúng tôi xoay quanh chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, để đi vào những cái nội dung chi tiết phía sau nữa đó, thì có lẽ đầu tiên chúng tôi xin nhờ Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng có thể là giới thiệu khái quát cho bà con được biết như thế nào gọi là hệ thống canh tác lúa cải tiến. Dạ, kính thưa bà con nông dân và quý khán giả, bà con biết là hiện nay thì nông dân chúng ta sản xuất lúa, chúng ta phải đi tới cái mục đích là phải tiết kiệm được cái chi phí hạ giá thành, nhưng mà phải nâng cao tiếp tục về năng suất và chất lượng để chúng ta có thể là cạnh tranh được với những cái thị trường mà trên thế giới. Đặc biệt là mới đây Việt Nam chúng ta đã gia nhập thêm một cái hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương rất là quan trọng. Như vậy thì bà con biết là tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương mà các nhà khoa học đã đưa ra những cái gói giải pháp kỹ thuật để nông dân có thể cải tiến áp dụng để mà tăng cái hiệu quả kinh tế sản xuất lúa, và đồng thời là ứng dụng những cái thành tựu khoa học kỹ thuật để mà giảm ô nhiễm môi trường. Như vậy thì ở các tỉnh phía Bắc á, thì người ta sử dụng một cái hệ thống thăm canh lúa cải tiến SRI, và với những năm cái đặc điểm là mạ non, cấy thưa, rồi tiết kiệm nước, nông lộ phơi, sử dụng cái phân hữu cơ và làm cỏ kịp thời bằng tay, thì cái SRI đó thì chúng ta không áp dụng ở trong miền Nam được. Mà trong miền Nam thì chúng ta hệ thống canh tác lúa cải tiến thì chúng ta đang ứng dụng cái 1,5 giảm và gần đây là 1,6 giảm. Thì có thể tóm tắt với bà con rằng là 1 là phải sử dụng giống xác nhận để mà chúng ta gieo xạ, và sử dụng giống xác nhận thì nó bằng ngọn, giúp tăng năng suất 5-10%, chất lượng lúa đồng đều, đảm bảo cái hàng hóa chúng ta tăng được cái uy tín. Vấn đề thứ hai là 6 giảm, đó là cái giảm thứ nhất là giảm lượng giống gieo xạ, vì cái thực tế nông dân còn xạ rất dày, do đó là bà con phải giảm bớt đi, xạ với cái mức vừa phải thôi, khoảng 100 kg một hecta thôi, là nó sẽ đáp ứng tốt được cái việc mà năng suất, chất lượng và ít sâu bệnh. Vấn đề kế tiếp là giảm cái lượng phân bón, nói chính xác ở đây là giảm bón thừa phân đạm. Qua cái điều tra thì thấy nông dân là ham cái lúa tốt, ham lúa xanh, thành ra nông dân hơi bón thừa phân, đặc biệt là thừa phân đạm, và như vậy thì cây lúa nó về sau nó lốp đổ sâu bệnh nhiều. Như vậy thì trong cái quy trình canh tác lúa cải tiến đó thì nông dân phải bón phân cân đối hợp lý,
trong đó đặc biệt là không được bón thừa phân đạm, và bà con lưu ý cái đó. Vấn đề thứ ba là ở giảm thứ ba đó là giảm thuốc bảo vệ thực vật. Thì hiện nay thì có khá nhiều nông dân vẫn còn phun thuốc định kỳ, lạm dụng hóa chất, và như vậy thì bà con chúng ta không có áp dụng đúng những cái chuẩn của EPM, tức là quản lý dịch hại tổng hợp. Do vậy là tốn, chẳng những tốn tiền đó, tăng cái chi phí, mà nó còn làm cái ô nhiễm môi trường và độc hại cho cái người sản xuất nữa. Và nếu bà con sử dụng lạm dụng cái hóa chất đó, cái dư lượng mà của thuốc trừ sâu đó nó đi vào trong cái sản phẩm thì nó sẽ còn gây ảnh hưởng tới cái sản phẩm uy tín cái nông nghiệp của Việt Nam. Và cái giảm thứ tư đó là tiết kiệm nước. Bà con biết là tài nguyên nước không phải là vô tận, như vậy nông dân chúng ta tiết kiệm nước thì nó cũng sẽ góp phần giảm cái biến đổi khí hậu. Và một cái vấn đề nữa rất là quan trọng là giúp cho thuận chiều với cây lúa nó cứng cây, giảm đổ ngã, tiếp tục phát triển năng suất và chất lượng và ít sâu bệnh. Thành ra tiết kiệm nước là một cái bài học rất hay mà các nhà khoa học của IRI và Việt Nam đã phổ biến ra cho bà con. Và cái giảm kế tiếp nữa là cái giảm thất thoát sau thu hoạch. Thì bà con biết là kể từ năm 2007 tới nay, đồng bằng sông Cửu Long đã đưa vào hội thi nhiều lần cái máy gặt lập liên hợp. Cho tới được thời điểm này thì có 15.000 cái máy gặt lập liên hợp đã giúp bà con thu hoạch một cách nhanh gọn và giảm đi cái tỷ lệ hao hụt khoảng 5% so với cắt tay. Bây giờ chỉ còn lo cái việc là phơi sấy thôi. Nếu nông dân bán được lúa tươi cho doanh nghiệp thì rất là tốt. Nếu không thì nông dân chúng ta phải tính toán cái khúc mà gọi là làm sao mà tập hợp cái sản phẩm lại để phơi sấy để bảo vệ hạt lúa chúng ta không bị hư hỏng thất thoát, đặc biệt là trong cái mùa mưa, mùa hè thu và những cái mùa mà như lúa mùa chẳng hạn. Và một cái giảm thứ sáu đó là giảm phát thải khí nhà kính. Thì hiện nay thế giới mới vừa một cái hội nghị thượng đỉnh rất là lâu làm tại Paris của Pháp đó, để đi tới một cái công ước là các nước làm sao nó cùng nhau giảm phát thải khí nhà kính để bảo vệ trái đất này. Thì bà con biết là trong cái canh tác lúa đó có ba vấn đề mà bà con phải quan tâm. Một đó là bà con hạn chế đốt rơm rạ. Nếu đốt rơm rạ thì nó phát thải cái khí carbonic đó. Thứ hai nữa là bà con là tiết kiệm nước để giảm phát thải cái khí methane. Và thứ ba là bón phân đừng có dư đó, cân đối hợp lý để giảm phát thải cái khí NHO. Thì ba cái vấn đề đó là quan trọng. Tóm tắt lại là 1,6 giảm là một gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến nhất mà các bà con chúng ta ở đồng bằng sông Long là đang triển khai áp dụng. Hy vọng rằng bà con chúng ta sẽ hưởng ứng để mà vừa góp phần tăng năng suất chất lượng và góp phần bảo vệ môi trường. Chúc bà con thành công. Cảm ơn Phó Giáo sư với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Thì giờ chúng ta thấy là với những cái nội dung mà giờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng vừa trình bày thì thấy rằng là hệ thống canh tác lúa cải tiến nếu như được bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long áp dụng thì rõ ràng hệ thống này sẽ thích ứng tốt hơn trong cái quá trình biến đổi khí hậu. Thưa Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Gương, theo giáo sư thì những nội dung nào là cần thiết nhất để mà bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có thể là ứng dụng ngay trong cái vụ đông xuân năm 2015-2016 này? Thì thưa quý bà con, như vậy là chúng ta vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Phụng trình bày. Thì trong bối cảnh toàn thế giới đang quan tâm đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào, hội nghị thượng đỉnh tại Paris thì chúng ta cũng biết rằng Việt Nam cũng rất là quan tâm. Thì như vậy là đồng bằng sông Cửu Long là một trong các đồng bằng mà rất là bị ảnh hưởng, sẽ rất là bị ảnh hưởng, người ta đã dự đoán như thế, do tác động của biến đổi khí hậu. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng biến đổi khí hậu tác động như thế nào. Trong vụ đông xuân này thì chúng ta cũng đã thông qua báo đài thì cũng biết là trong mùa mưa năm nay thì cái lượng mưa, dữ lượng nó giảm đến gần như là 1/3. Và nắng nóng kéo dài, thì vậy tác động của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng đến cái sản xuất nông nghiệp đó, chủ yếu là thứ nhất là nắng nóng kéo dài, khô hạn kéo dài, và cái lưu lượng nước của sông Mekong cũng đã giảm đến 25% rồi và sắp tới còn giảm nữa. Thì như vậy là cái sự xâm nhập mặn vào sâu nội đồng thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Và trong vụ đông xuân này thì chúng ta cũng đã nghe ở một số huyện, một số tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long đã bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Thì như vậy chúng ta rất là quen với cái 1,5 giảm rồi, thì trong đó có phần là giảm sử dụng nước tưới. Thì vấn đề ở đây chúng ta thấy rằng rõ ràng là nước tưới là một cái vấn đề sẽ trở nên khó khăn, đặc biệt trong vụ đông xuân năm nay, nhất là những cái vùng bị ảnh hưởng của nhiễm mặn. Thì nhiều bà con cũng đã cho biết là nước đã bị nhiễm mặn rồi, thì như vậy vấn đề chúng ta giảm lượng nước tưới như thế nào. Bà con nông dân thì thường hay bơm nước vào với cái độ sâu có thể là 5 đến 10 cm cho ngập sâu như thế, và liên tục sử dụng
với cái độ sâu ngập như vậy liên tục trong suốt cái vụ canh tác của mình, thì thực tế là với cái lượng nước sử dụng như thế thì nó quá lớn và quá là dư thừa. Thì qua thí nghiệm ở các nước trên thế giới và đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long thì kết quả nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta giảm cái lượng nước bằng cách là chúng ta để khô một thời gian, khô ngập luân phiên, hoặc là chúng ta cho cái lượng nước vào khoảng 5 cm và để ngập cho đến khoảng 30 ngày, cái lúc mà cây lúa đã phát triển nhảy chồi rất là mạnh, giao tán với nhau, thì lúc đó là chúng ta không cần thiết phải cho nước vào nữa. Và kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng như vậy là năng suất lúa vẫn không sụt giảm. Và chúng tôi cũng đặt ra một cái vấn đề, có phải như vậy thì làm cho cái hàm lượng đạm ở trong đất nó thay đổi hay không, ảnh hưởng đến cái sự cung cấp dinh dưỡng từ đất hay không, thì nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy rằng như vậy là đạm cũng không giảm. Và cái sự chuyển hóa đạm, chuyển hóa chất hữu cơ từ trong đất để cung cấp dinh dưỡng cũng không thay đổi khi mà chúng ta sử dụng cái lượng nước ít hơn so với cái lượng nước mà bình thường nông dân chúng ta vẫn hay sử dụng. Thì như vậy cái vấn đề sử dụng hạn chế lượng nước tưới là một cái vấn đề hết sức là cần thiết, và đã chứng minh cho thấy rằng là chúng ta không bị ảnh hưởng để sụt giảm năng suất. Thì đây là cái yếu tố rất là quan trọng để bà con nông dân cần chú ý trong cái vụ đông xuân này. Và một cái vấn đề khác nữa là sử dụng cái lượng đạm, là nếu mà chúng ta sử dụng cái hàm lượng đạm cao, cung cấp quá nhiều đạm, quá nhiều ure hoặc là DAP, thì chúng ta thấy rằng chi phí đầu tư cao, mà đồng thời thì ảnh hưởng đến cái gì? Ảnh hưởng đến cái việc là nó dư thừa đạm, dễ bị ảnh hưởng của sâu bệnh. Rồi một mặt khác nữa là sự phát thải khí nó sẽ tác động rất là lớn, và như vậy thì ảnh hưởng đến cái tác động về biến đổi khí hậu. Mà trong khi đất nước chúng ta là đang là một trong những đất nước mà chúng ta cam kết là phải giảm cái sản xuất phát thải khí, và đặc biệt là phát thải khí từ sản xuất nông nghiệp nó chiếm đến 50% tổng cái lượng phát thải khí của cả đất nước của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta cần chú ý cái chỗ là thứ nhất là giảm cái lượng đạm, cái thứ hai nữa là giảm lượng nước tưới, và kết quả nghiên cứu cho thấy rằng vẫn không ảnh hưởng đến việc là sụt giảm năng suất. Dạ, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Thị Hương. Xin mời chú có thể. Thưa giáo sư, cho tôi xin phép hỏi bên này. Nói về cái giảm nước, tôi cũng làm ruộng tưới nước, coi như là khô nước xen kẽ. Theo ý cô nói hồi nãy, cái giai đoạn 30 ngày là cô cho giữ nước. Rồi cái phần giữ nước này có ảnh hưởng tới cái chồi là hữu hiệu sau này không? Thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng với mong muốn là muốn khuyến cáo nông dân chúng ta giảm bớt, tiết kiệm cái lượng nước sử dụng. Thì như vậy là chúng tôi cho ngập nước khoảng 2-5 cm trong suốt từ cái lúc giai đoạn, từ lúc giai đoạn gieo xạ, và như vậy là cho đến khoảng 30 ngày sau gieo. Và sau đó là chúng tôi không đưa nước vào nữa và để khô dần cho đến lúc thu hoạch luôn. Thì kết quả cho thấy rằng như vậy là cái lượng nước mà được sử dụng như thế đó, nó giảm được tới gần 80%, tiết kiệm 80% lượng nước, và cái chồi hữu hiệu phát triển vẫn tốt, và cái năng suất lúa, đặc biệt là năng suất lúa là cái vấn đề chúng tôi rất là quan tâm và gần như là xem như không khác biệt có nghĩa qua phân tích thống kê của chúng tôi. Do đó thì cũng cần yên tâm, bà con nông dân yên tâm là không sợ rằng chúng ta giảm lượng nước tưới thì ảnh hưởng đến sụt giảm năng suất. Ở cái giai đoạn mà lúa đẻ nhánh á, là từ 12, 13, 14, 15 ngày lúc mà lúa bung cái ngạnh trê để mà đẻ nhánh á, nếu mà lúc đó nó ngập trong nước á, thì nó sẽ rất là khó đẻ nhánh. Như vậy thì trong thí nghiệm ở khoảng thời gian 15 đến 20 ngày đó thì mình có rút nước ra một lần để cho lúa bung cái chồi lên hay không? Rồi sau đó 30 ngày mình mới bơm nước vô rồi mình để luôn tới cuối phải không ạ? Thông thường thì khi mà nước cạn khoảng chừng một vài ngày thì chúng tôi cho nước vào. Thường thì khoảng 2 đến 3 ngày cứ để khô đồng ruộng đi. Như vậy thì 2 đến 3 ngày sau đó là chúng ta cho nước vào. Thì như lúc nãy anh Phụng cũng có nói là cũng giúp làm giảm cái ngộ độc hữu cơ đó. Đồng thời nhất là trong cái điều kiện là ở đất phèn chẳng hạn. Thì đây là cái điều kiện rất là tốt để làm giảm cái độc chất sắt nhôm và hoặc là H2S ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa. Và sau khi chúng ta rút ra cạn như thế 2-3 ngày chúng ta cho vào, và đến khoảng 30 ngày sau khi gieo, khi mà cây lúa đó đã phát triển chồi tối đa rồi, thì lúc đó là chúng ta không nên quan tâm đến cái chuyện bơm nước vào nữa, mà cứ để cho nó khô tự nhiên cho đến lúc thu hoạch. Thì chúng tôi vẫn thấy rằng năng suất lúa không có gì thay đổi, và đặc biệt cái tính đất
liên quan đến khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất vẫn không thay đổi, vẫn không khác biệt so với lại trường hợp như là của nông dân chúng ta giữ nước liên tục với cái độ sâu là khoảng 5 cm cho đến lúc gần thu hoạch. Thì đây là cái kết quả mà chúng tôi rất là mong muốn nông dân chúng ta áp dụng, đặc biệt là trong cái vụ đông xuân này. Kính thưa bà con, thưa quý khán giả, với những gì mà các nhà khoa học đã chia sẻ cho chúng ta thì chúng ta thấy rằng là bởi vì á, là đồng bằng của bà con đang sản xuất là đồng bằng ven biển, cho nên là nó bị ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình biến đổi khí hậu mà thời gian gần đây chúng ta thường nghe. Cho nên là cái việc sản xuất lúa mà phải tiết kiệm nước là một trong những nguyên tắc rất là cơ bản trong cái hệ thống canh tác lúa tiên tiến, cải tiến. Ngay sau đây chúng tôi xin mời bà con cũng như là quý khán giả cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi xoay quanh vấn đề này. Đây là cánh đồng lúa ở xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang trong vụ đông xuân 2015-2016. Do là dùng đất nhiễm phèn có nguy cơ bị xâm nhập mặn trong giai đoạn cuối vụ nên thời điểm xuống giống vụ đông xuân ở đây sớm hơn lịch thời vụ chung của khu vực. Hiện các trà lúa đang trong giai đoạn làm đồng, những đối tượng dịch hại chính như bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, rầy nâu đang được kiểm soát tốt. Vấn đề mà bà con ở đây quan tâm là làm thế nào để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả canh tác trước những bất lợi của tình hình thời tiết cũng như áp lực của các đối tượng dịch hại từ nay đến cuối vụ. Theo bà con cho biết, nhờ tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên mật độ gieo xạ cũng như lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã giảm hơn so với tập quán trước đây. Đặc biệt, lượng nước tưới cho cây lúa đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng khi canh tác lúa luôn phải đối mặt với khô hạn và xâm nhập mặn. Thì như là mình xử lý nước thì cái đợt 8 ngày đưa nước vô dục phân đợt đầu, tới mà 15-16 ngày mình dặm lúa xong mình đưa nước vô dục phân đợt 2 là trong 20 ngày, 18-20 ngày. Đợt 3 thì mình đưa nước vô khoảng 36 ngày là mình chuẩn bị mình dứt phân là 41-42 ngày là lúa làm đồng đưa vô. Mà tới cái thời điểm mà nếu mà trời mà ít mưa á thì trong khi lúa chỗ đỏ đuôi mình cũng cần thiết mình phải đưa nước vô một cái để cho tới nó chín cho nó lúa nó không bị mất nước. Không riêng gì những địa phương gặp khó khăn về nguồn nước ngọt, kỹ thuật nước tưới tiết kiệm theo nhu cầu của cây lúa còn được ứng dụng rất có hiệu quả nhiều vùng sinh thái khác nhau. Ngoài giảm được chi phí bơm tát, kỹ thuật tưới nước ngập khô xen kẽ còn góp phần khắc phục tình trạng ngộ độc hữu cơ, tạo điều kiện cho bộ rễ lúa phát triển hấp thu tốt dinh dưỡng, hạn chế tình trạng đổ ngã. Thì khoảng 4 năm trở lại đây thì nói chung là kỹ thuật này thì nó khác hơn xưa chứ, làm có năng suất hơn. Mình tưới sang kẽ, có khô, có nước, thành ra lúa có thể là cứng cây hơn, ít đổ ngã hơn. Ví dụ đông xuân này nó thuận lợi nè, bơm vô, rồi để cho nó khô, thành ra mình không có bơm thêm, rồi khi nào thấy thiếu nước mình bơm. Thấy cái chỗ đó là cái chỗ tiết kiệm được. Trước những dự báo về tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn sẽ diễn ra gay gắt trong vụ đông xuân 2015-2016, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho cây lúa được xem là giải pháp quan trọng giúp bà con nông dân khắc phục khó khăn, ứng phó tốt hơn khi vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đối với ngành sản xuất lúa gạo. Vấn đề quan trọng là bà con phải hiểu và nắm vững các nguyên lý khoa học để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất. Dân qua cái ghi nhận vừa rồi thì chúng ta thấy là đối với những ruộng lúa nào mà được cái điều tiết nước một cách hợp lý thì bộ rễ lúa rất là phát triển rất là tốt. Chúng tôi cũng có nghe nhà nông Quỳnh Ngọc Bình có ngồi ở trên sân khấu ở đây nè, trong phóng sự này cũng có xuất hiện, có nói rằng là cái kỹ thuật làm lúa những năm gần đây có khác hơn lúc trước, là chú ít có bơm nước hơn. Như vậy thì xin hỏi chú một điều là khi mà đi thăm đồng, chú có thấy là cái thông qua cái việc là chú ít bơm nước hơn như vậy á, thì đi thăm đồng thấy cái rễ lúa là có mọc trắng lên như ở trong phóng sự lúc nãy không ạ? Vâng, kính thưa MC, kính thưa diễn giả, kính thưa bà con nông dân và các bạn xem đài. Nói về cái quy trình kỹ thuật canh tác tưới nước xen kẽ đó, tôi có nghe từ các nhà khoa học nói rồi nghe, mà tôi thực tế tôi cũng lấy cái ruộng gia đình tôi cũng canh tác theo cái kiểu tưới nước khô xen kẽ đó, theo tôi thấy thì tiết kiệm được rất là rõ ràng.
nhưng mà thấy có cái lợi, lợi có cái mình bơm nước ít nè, rồi bộ rễ lúa phát triển rất tốt. Chẳng hạn như cái bộ rễ lúa này, bộ rễ lúa này nói chung á, theo mà lúa của anh Dũng anh này chắc có xài lát ti đó, xài đủ cử rễ gì, nhưng mà mình cái biện pháp tưới nước khô xen kẽ đó, khi mà đất khô mình thấy bộ rễ vẫn ăn trắng trên mặt đất hết, nhưng mà rễ lớn mập và cây nó cứng cáp hơn đó, theo tôi là tôi thấy vậy đó. Dạ. Rồi còn về vấn đề muốn hỏi, tôi muốn hỏi giáo sư nói về cái vụ mà tưới nước khô xen kẽ đó. Rồi. Rồi để mà mình khỏi rút nước, ví dụ mình có thể cái tình hình sâu mặt mặn này nè, mình có thể để nước vẫn giữ nước ngọt gì đó, có thể được không? Dạ, cái này mới 25 ngày trả luôn. Có thể vấn đề này chí xíu nữa là giáo sư Võ Thị Hưng sẽ giới thiệu cho chú tiếp theo. Bây giờ chúng tôi xin hỏi nhà nông Nguyễn Văn Dũng là ngoài cái cách là mình điều chỉnh cái mực nước ha, để cho rễ rồi nó phát triển vậy đó, thì bản thân của chú có biện pháp nào khác nữa không ạ? Kính thưa bà con với các bạn xem đài, thì trong cái vụ lúa này đó, nếu mà để mà thiếu nước đó, mình có sử dụng bón phân thì nó cân đối và được phân, còn cái về cái sử dụng cái chế phẩm sinh học này đó, thì tôi xài tới 4 giai đoạn. Một giai đoạn là chỗ trộn giống để kích thích cho nó nảy mầm ra rễ mau. Tới giai đoạn lúa để tránh tôi xịt một lần. Tới tới giai đoạn làm đồng với giai đoạn chọn thì nó thấy bộ rễ nó phát triển mạnh. Dạ. Ý chung nói là ngoài cái việc là mình tưới ngập khô xen kẽ rồi, thì mình cũng có sử dụng thêm một số những cái chế phẩm sinh học nữa để kích thích cho cái bộ rễ nó phát triển nữa, đúng không ạ? Dạ. Dạ, xin cảm ơn chú. Với những ý vừa rồi thì chúng tôi cũng xin nhờ chị Bích Trân có thể là cho một cái nhận xét. Tại vì được biết hai chú nông dân mà có ngồi trên sân khấu đây á, thì vừa có áp dụng cái biện pháp là tưới ngập khô xen kẽ như các nhà khoa học đã khuyến cáo để tiết kiệm nước. Mặt khác thì các chú cũng có sử dụng những cái chế phẩm sinh học nữa. Vậy thì chị cho cái nhận xét là cái sự tương quan giữa một bên là cái kỹ thuật điều tiết nước ở trên ruộng lúa đến cái việc mà sử dụng các cái chế phẩm sinh học mà phát triển bộ rễ do công ty Tân Thành đã khuyến cáo. Thực tế thì chúng tôi khuyến cáo bà con là sử dụng cái sự tương hỗ nhiều hơn, có nghĩa là vừa áp dụng cái ngập khô xen kẽ, vừa áp dụng sử dụng cái chế phẩm sinh học, cụ thể là cái Platy, là để tác động cái biện pháp canh tác. Bên cạnh đó, chúng ta thấy là mục tiêu của 1,5 giảm, thì trong đó cái việc mà giảm được cái lượng giống gieo xạ, cũng như là giảm làm sao để giảm được cái chi phí mà sử dụng cái giống xác nhận rồi đó, từ một hạt giống mục tiêu sẽ đẻ ra được những cái chòi hữu hiệu nó tốt hơn là chúng ta rải để một hạt lên một cây. Cho nên là chúng tôi có khuyến cáo bà con xử lý hạt giống để ra được cái cây lúa mà sau này nó có thể bám đất và nó có thể đẻ nhánh tốt, giảm được cái lượng giống gieo xạ cho bà con. Bên cạnh là cái việc tác động như vậy là một cách trực tiếp là bà con sử dụng cái biện pháp canh tác, tức là bà con rút cái nước để cho cái điều kiện của cái rễ nó ăn sâu, nó đi tìm nước. Bên cạnh đó là bà con lại có phun xịt cái Platy, là một cái tác động là bà con cho cái cây có một cái học môn mà nó có thể đẩy được cái giai đoạn cái cây nó phát triển vượt bậc. Cộng hai cái đó lại thì nó tạo cho cái cây có cái bộ rễ phát triển tốt. Cụ thể là trong trường hợp chúng tôi đã có những cái bố trí mà thực nghiệm và coi như là bà con bây giờ áp dụng diện rộng luôn rồi, cho thấy là khi mà điều kiện hạn cây bị hụt nước hay là điều kiện xâm nhập mặn, thì đối với một cái cây lúa mà đối chứng, tức là không có xử lý cái lát ti, và đối với một cây lúa mà có xử lý lát ti, thì cái sự chịu đựng này nó kéo dài được thêm 5-7 ngày. Ví dụ như gặp trường hợp là chúng ta phải né, phải chờ một cái đợt nước ngọt để chúng ta tưới lên, hoặc là chịu đựng đến lúc mà có thể gào gạo được 80%. Đó là những cái mà chúng tôi có thể hỗ tương giữa cái việc là tưới ngập khô xen kẽ với Platy ở các giai đoạn phun xịt như chỗ anh Dũng áp dụng đó, để mà có thể giúp bà con đạt được cái tối ưu nhất với cái điều kiện bất lợi. Cảm ơn.
chị Trang với những thông tin vừa rồi. Bây giờ chúng tôi xin mời là các chú có câu hỏi đặt cho các nhà khoa học á. Hồi nãy chú Bình muốn hỏi gì chú hỏi luôn đi ạ. Tôi muốn hỏi giáo sư thế này. Vấn đề là tưới khô xen kẽ là tôi có làm rồi. Nhưng mà cái năm nay đó, tình hình xâm nhập mặn thì nó sớm. Và tôi muốn giữ nước trong cái thời gian giai đoạn 25 ngày. Mà tôi không rút dự vụ nữa. Còn cái thứ hai nữa đó. Mà tôi là muốn là bơm thêm cái nước ngọt để mà trữ lại. Rồi để trong thời gian gì nó lâu là có ảnh hưởng gì tới cây lúa không? Dạ, trước hết thì câu hỏi này đầu tiên thì chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng tư vấn trước đi, để có cái gì bổ sung thêm thì mời giáo sư Gương ha. Bây giờ bà con biết là chúng ta quản lý nước là cái mục tiêu chúng ta là làm sao nó thuận chiều sinh lý cây lúa. Và thứ hai nữa là giải quyết cái tình huống mà cái vùng này nó bị nước mặn xâm nhập. Như vậy thì chúng ta xem xét những vấn đề này trong một cái bối cảnh chung. Do vậy thì việc thứ nhất là lúa mới 25 ngày thì là coi như đẻ nhánh hữu hiệu gần xong rồi đó, gần xong. Do vậy thì theo tôi là nếu có nước ngọt thì anh có khả năng là anh vẫn giữ nước cho tới ít nhất là khoảng 30 ngày. Cho nó tiếp tục, cho nó đẻ nhánh, cho nó xong đi. Đó. Thành ra ở đây thì cái câu hỏi anh là lúc này là để cạn nước hay bơm vô. Thì tôi nói là cái tình hình này thì tôi nghĩ là theo các nhà học khuyến cáo thì nên siết nước dự vụ. Siết nước dự vụ vừa vừa thôi để cho nó làm đồng thuận lợi đi. Và trong giai đoạn này thì nếu có điều kiện anh trữ nước ngọt trong những cái ao đầm, những cái chỗ lân cận. Thời gian có 10 ngày à. Thành ra là anh nếu có cái giải pháp đó thì anh trữ nước ngọt trong cái vùng ao hồ lân cận. Nếu cần anh sẽ bơm cái đó vô nếu mà lỡ mà không còn nước ngọt nữa. Thì cái đó là giải pháp mà kế tiếp. Bây giờ vấn đề bơm thêm thì tôi nghĩ là như hồi nãy tôi nói đó, là phải trữ nước ngọt trong những cái ruộng, những cái ao đầm mà anh có thể bơm nhiều lên, trữ thêm nhiều lên. Để sau đó anh có thể bơm một cái cử là làm đồng, rồi sau đó một cử cho tới vào trước trổ nữa. Thì trữ nước ngọt đó là quan trọng. Còn bây giờ lúa anh mà cứ cúi để nhánh lúa hiệu thì tôi đề nghị tư vấn là anh cứ thả nước, tức là siết nước đi cho nó đúng thuận chiều với lại cây lúa giống như là các nhà khoa học đã khuyến cáo. Tôi là có ý kiến như thế. Của chỗ trung bình đó là bây giờ không có ao mà tới 5 hecta. Không có cái lượng nước để như vậy thì chứa. Trong cái trường hợp này thì tôi tư vấn là lấy luôn cái ruộng mình là chứa luôn. Chúng ta đành phải hy sinh như vậy thì anh phải dùng một cái giải pháp khác nữa, tức là anh phải bổ sung cái canxi silic hay natri đó giúp cho cái lúa nó cứng cây hơn và hạn chế là tại vì để nước quá rồi, thành ra đừng bón thừa phân đạm vào những cái giai đoạn này thì nó sẽ phù hợp với cái tình huống của anh. Dùng ngay cái 5 hecta này anh trữ cái nước đó để làm sao mà cái nước đó nó còn cho tới lúc mà anh dùng cái nước này anh bón phân đông độc. Thì cái đó là cái mà tôi tư vấn anh. Như vậy tình thế là mình phải giải quyết như vậy thôi. Có ý kiến gì thêm không ạ? Thì tiếp theo ý kiến của anh Phụng thì tôi cho rằng trong cái tình huống này là thật sự là chúng ta đang thiếu nước ngọt. Nước mặn thì đã bắt đầu xâm nhập rồi. Thì giờ ruộng lúa của chúng ta đang có nước ngọt chắc khoảng là 5 cm gì đó. Phải không? Và như vậy thì tôi nghĩ rằng chắc cũng các anh cũng yên tâm là bây giờ chúng ta không nên bơm nước mặn vào và cứ giữ như thế để cho đến lúc mà chúng ta thu hoạch thôi. Là vì thí nghiệm của chúng tôi ở tại hai nơi cho thấy rằng chúng tôi chỉ bơm vào 5 cm cái lúc mà cây lúa đã được khoảng 10 ngày khi mà bón phân lần đầu tiên và sau đó chúng tôi để cho khô. Để chúng tôi thử nghiệm khô cho đến cạn cho tới thu hoạch luôn. Nhưng mà năng suất vẫn không khác biệt, có sụt giảm chút xíu, rất là ít. Thấy năng suất là hơi thấp hơn một chút xíu, nhưng mà tính toán thống kê thì chúng tôi cho rằng không khác biệt có nghĩa. Và cái điều này cho thấy rằng như vậy đó là rõ ràng là chúng ta không quá lo sợ là thiếu nước ngọt khi mà chúng ta đã có được đến 25-30 ngày là có nước rồi và trong ruộng vẫn còn giữ nước. Thì tôi đề nghị là cứ giữ nước như vậy và không nên bơm tưới gì cả và không có thoát ra gì hết. Chúng ta đặc biệt là không thoát rồi phải không? Là vì chúng ta đang thiếu nước. Như vậy thì cứ giữ và yên tâm là như là thầy Phụng nói là chúng ta nên là bón phân cân đối, không nên có quá nhiều đạm. Tôi cũng xin hỏi thêm thầy Phụng cái thứ này. Nói về vấn đề cái giai đoạn đón đồng, giai đoạn cực trọng của cây lúa rồi. Nhưng mà cái tình hình nước mình thiếu gì, mình có thể bón phân sớm hoặc trễ như thế nào? Thực ra thì các nhà học khuyến cáo là bón phân đón đồng thì nó phải đúng quy luật. Tại vì bón quá sớm thì là nó tiếp tục nó đẻ những cái chồi vô hiệu.
Thành ra là nguyên tắc là đợi khi có tim đèn lú ra thì lúc đó là bà con nông dân là bón phân, và bón phân theo cái kỹ thuật không ngày không số thì nó rất hiệu quả. À, thì anh đã biết cái kỹ thuật đó rồi, ngày nào có ít nhất 2/3 ruộng lúa trở màu, mình test ra mình thấy tim đèn lú ra 1-2 mm, chúng ta sẽ áp dụng cái lượng phân bón là chỗ nào vàng vàng đó bón 5 kg UD 5 kg kali một công, còn chỗ nào hơi xanh thì bón 3 kg UD 5 kg kali, còn chỗ nào nó còn xanh quá đó thì tất cả UD là không bón nữa, cắt hết chỉ bón 5 kg kali thôi. Đó là tình hình có nước để mà nó hòa tan phân. Bây giờ trong cái tình hình mà bây giờ anh không có đặt ra, nhưng mà tôi đặt ra cho bà con, lỡ đúng cái thời điểm nó có tim đèn mà hoàn toàn mình không có nước, tức là nước ở trong trong kinh nó mặn hết mà mình không có nước trữ trong ao đầm để mà làm sao mình bón phân gốc để mà nó tan ra, thì thưa với quý vị là trong giai đoạn này chúng ta phải áp dụng xử lý bằng phân bón lá. Thì như nãy tôi nói đó, cái nước đó không tưới vô gốc được, vì tưới là phải tưới ít nhất là phải cả 1000 khối mà nó sắc xuống là nó hư đất hư lúa, mà lấy 400 lít nước để mà xịt cho 1 hecta thì nó trở thành vi lượng thôi, nó không có chết cây. Do đó nông dân sẽ sử dụng các loại phân bón lá phù hợp cho giai đoạn đóng đồng, tức là có chứa kali và chứa đạm để mình phun xịt cầm cự, vừa cung cấp phân vừa cung cấp cái độ ẩm. Thì bà con biết là những cái phân đó mà có thể kết hợp với plasti để tăng cái sức đề kháng của cây thì là một giải pháp tinh tế nữa để giúp cho bà con vượt qua, vẫn cung cấp được dinh dưỡng để giúp cho cây lúa vượt qua trong giai đoạn khó khăn này. Thì trên đây là ý kiến của tôi là như vậy. Dạ. Có sự thêm cái đặc trường hợp mà nó bị khô gì đó, lố đỏ đuôi gì đó, rồi mà có thể là mình quậy UD khoảng như 1 muỗng mình qua vô trong bình đó, mình xịt lên trên cái bông nó có ảnh hưởng không? Hiện nay thì bà con biết là cái dinh dưỡng của cái ruộng lúa cuối vụ, tức là lúc cong cái me. Ở đây thì chúng tôi xin nhắc với bà con là trước lúc thu hoạch là 15 ngày là không có đưa phân vô nữa. Lúc cong trái me là còn 15 tới 18 ngày mới thu hoạch. Thành ra là cho phép bà con có thể xử lý tình huống này thì nó có hai hướng chính. Ví dụ 3 cái lá trên cùng mà nó bị vàng thì có thể xử lý bón 2 kg UD dưới gốc, nhưng mà trong điều kiện có nước. Nhưng ở đây nó không có nước thì nông dân được quyền xử lý các loại phân bón lá. Giống như tôi nói nãy đó, thì nó chứa đạm và chứa kali. Nó mà ở cái mức bình thường và kết hợp với Lacasuto trong giai đoạn cong trái me này thì có thể là nó sẽ giúp cho cái giai đoạn cực trọng này nó vượt qua được. Đó thì nó sẽ thành công. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Bây giờ chúng tôi xin dành thời gian cho quý khán giả ở tại khán ngồi dưới phía khán đài có thể hỏi ạ. Xin hỏi quy trình sức mạnh có cách nào giúp cây lúa chống chịu hơn khi bị khô hạn thiếu nước? Cái quy trình sức mạnh sinh học đó phải không chú? Dạ dạ. Dần với cái câu hỏi này thì chúng tôi xin mời chị Trân tư vấn cho chú ạ. Xin chào anh, thì lúc nãy tôi cũng có chia sẻ là cái việc mà quy trình sức mạnh sinh học là không tách rời với cái biện pháp canh tác hay là cái quy trình canh tác lúa cải tiến. Có nghĩa là chúng ta áp dụng cái biện pháp canh tác là chủ đạo đó, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ xử lý giống để cho cái hạt lúa của chúng ta ra rễ được tốt, bám đất được nhanh, nó sớm phát triển bộ rễ. Và cái thứ hai nữa đó là ở giai đoạn đẻ nhánh chúng ta tác động cái sự tăng cường sức sống. Và đặt trường hợp như là ruộng chúng ta gặp những cái trở ngại, ví dụ như là có nguy cơ bị xâm nhập mặn như thế này, hoặc là cái khả năng ở cuối vụ chúng ta bị cái sự hạn hán đó mà hụt nước ở việc cuối vụ, thì cái giải pháp sinh học nó có rõ ràng ở hai cái tác động. Thứ nhất là plasti tác động cho cái bộ rễ phát triển ăn sâu, như vậy thì cái khả năng lấy nước nó tốt hơn và hấp thu dinh dưỡng nó tốt hơn. Cái thứ hai nữa là bà con để ý là ở giai đoạn cuối trong cái quy trình sức mạnh sinh học thì chúng tôi có khuyến cáo bà con là ở giai đoạn lúa đỏ đuôi đó thì chúng ta có xử lý bằng cái Lacasuto để cho lúa giàu gạo nhanh chín đồng loạt sớm từ 3 đến 5 ngày. Bên cạnh đó ở giai đoạn trổ như thế này nè bà con, là lúa trổ lẹt xẹt đó, thì cái việc bà con tác động plasti tăng cường sức sống để cho những cái hạt lúa này, cái bông lúa này nó chỗ rộ, chỗ tập trung. Chúng tôi đã thử nghiệm trên rất nhiều giống và thực tế sản xuất của bà con đồng bằng sông Cửu Long thì thấy được rằng hiện giờ những cái giống như là 5451, 4218, 4900 và Zmin, những giống lúa phổ biến đó, thì bà con khi xử lý plasti ở giai đoạn lúa trổ lẹt xẹt
sẽ giúp lúa chỗ rộ và rút ngắn được cái thời gian chỗ 3 đến 5 ngày. Thay vì 12 ngày lúa mới chỗ xong thì trong vòng 9 ngày là lúa chúng ta đã chỗ tập trung. Từ cái việc rút ngắn như vậy thì bà con thấy được là chúng ta cái nguy cơ mà chúng ta bị hụt cái nước hoặc là cái nguy cơ mà chúng ta bị cái ảnh hưởng của nước mặn là nó được giảm đi. Như vậy là nó giúp cho bà con được cái lúa chín đồng loạt, nhất là ở giai đoạn cuối mà chúng ta bị nguy cơ hụt nước đó. Như vậy thì cái lúa chín sớm 85% năng suất và cái cây lúa mà có xử lý lá ti nó chịu đựng hơn cái cây lúa không xử lý lá ti 5 đến 7 ngày trong điều kiện khô hạn. Đó là những cái mà quy trình sức mạnh sinh học có thể hỗ trợ được bà con trong cái canh tác cải tiến. Dạ, xin cảm ơn chị Trân. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của khán giả tên là Trương Hoàng Bảo ở Tam Bình, Vĩnh Long có hỏi như thế này. Anh hỏi hai ý. Ý thứ nhất, hiện nay mình canh tác lúa 3 vụ 1 năm, do đó muốn lúa đạt năng suất cao thì phải bón nhiều phân hóa học. Vậy thì trong hoàn cảnh có cái cách nào mà giảm được cái phân hóa học mà vẫn đảm bảo được năng suất hay không? Thứ hai anh hỏi là tôi thấy bà con nông dân chăn nuôi có rất là nhiều cái phế phẩm thải ra ngoài môi trường. Có cách nào để mà các cái phế phẩm này có thể là sử dụng được để bón cho cái ruộng lúa của mình để mà giảm cái phân hóa học hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Võ Thị Gương tư vấn cho anh. Thì chúng ta biết là canh tác lúa 3 vụ liên tục trong nhiều năm. Và nông dân chúng ta là phải tăng cường, phải bón thêm nhiều phân bón NPK để mà duy trì được năng suất. Thì đây cũng là một cái hình thức là đã sụt giảm năng suất và đã bạc màu, đất đai bị bạc màu, cái độ màu mỡ đã giảm rồi. Thì như vậy là biện pháp nào thì chúng tôi cũng đã có những cái nghiên cứu ở tại cái vùng của An Giang, rồi ở một số tỉnh khác trên cái vùng canh tác lúa ba vụ thì cho thấy rằng có hai biện pháp. Cái biện pháp thứ nhất là chúng ta có thể luân canh, thí dụ như canh tác lúa ba vụ một vài năm thì chúng ta nên luân canh với lại một cái cây hoa màu trồng cạn nào đó để cắt đi cái giai đoạn là bị ngập nước liên tục. Hoặc là biện pháp thứ hai là chúng ta sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng, phân hữu cơ đã được ủ hoài mục để đưa vào ruộng lúa. Thì hai cách này đều giúp là năng suất lúa nó tăng và giảm được cái lượng đạm hoặc là lượng phân bón khác. Thì chúng tôi cũng được biết là nông dân chúng ta sử dụng DB rất là nhiều với cái lượng rất là cao. Và trong thời gian dài như thế thì cái lưu tồn lân ở trong ruộng, trong đất của chúng ta rất là lớn. Và nếu mà chúng ta cung cấp đạm tiếp tục lân và kali thì trở nên là mất cân đối dinh dưỡng giữa NPK và chi phí đầu tư rất là cao. Do đó thì bà con nông dân nên chú ý rằng chúng ta chỉ nên bón là khoảng chừng 200 cho đến 220 kg urea trên 1 hectare thôi. Còn lân thì có thể là DB nhưng mà nên bón cái dạng phân super lân, thì với cái dạng là nguyên chất thì khoảng chừng 30 kg lân nguyên chất là đạt được rồi, là không nên bón quá dư thừa. Ngay cả trên cây trồng cạn thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng bà con nông dân cũng bón quá dư thừa, và cái sự lưu tồn lân không những chỉ trên đất lúa mà cả trên đất vườn cây trái, trên rau màu lưu tồn lân rất là lớn, do đó thì chi phí đầu tư rất là cao. Bây giờ trở lại cái vấn đề, nếu mà bà con nông dân chúng ta phải đi mua phân hữu cơ nữa thì thật sự là nó cũng là một cái chi phí lớn. Như là anh có trình bày là khi mà bà con nông dân có chăn nuôi thì cái phế thải, cái chất thải đó từ chăn nuôi thì rõ ràng là nó rất là một cái nguồn nguyên liệu quý cho việc ủ phân hữu cơ. Bên cạnh đó thì chúng ta cần kết hợp với rơm rạ. Có thể rơm rạ đã được trồng nấm rơm, rồi sau khi thu hoạch nấm rơm xong thì chúng ta lấy một phần đã được quay mục đó, rơm rạ đã được quay mục một phần đó, chúng ta xếp thành lớp, một lớp rơm rạ đó và một lớp là phân chuồng, phân bò, phân heo, và chúng ta xếp thành khối. Và nếu mà có sử dụng thêm cái nấm Trichoderma để tưới vào nữa thì nó giúp cho cái sự phân hủy, sự chín của cái phân hữu cơ rất là tốt, và chúng ta có được một cái sản phẩm là phân hữu cơ vi sinh. Thì như thế thì nó rất là thích hợp để bà con chúng ta bón từ từ để mà cải thiện cái độ phì nhiêu, cái độ màu mỡ của đất. Có thể là chúng ta không cần thiết phải bón 5-10 tấn cho một hecta, nhưng mà cứ mỗi vụ chúng ta bón khoảng 1 tấn, 2 tấn nhân dân, thì dần dần là chúng ta cải thiện được độ màu mỡ rất tốt. Do đó thì năng suất lúa nó sẽ đạt cao và không cần thiết phải đầu tư nhiều cái phân đạm NPK như là anh đã trình bày. Theo như tôi sử dụng cái DB đó là 200 kg cho 1 hecta gì đó. Vậy là cái số nó biết giờ nó dư nhưng mà nó còn lưu trữ trong đất không, hay là nó thải ra không khí? Dạ. Dạ, đối với lân đó
thì chúng ta không sợ là phải bị bốc hơi, không sợ bị rửa trôi, mà thật sự lân là được giữ lại trong đất và lưu tồn đó rất là cao, và những vụ cây trồng sau tiếp tục sử dụng. Do đó thậm chí là chúng ta chỉ bón lân một vụ mà nó vẫn đủ cung cấp cho hai vụ tiếp theo. Thì đây là kết quả nghiên cứu của chúng tôi ngay cả trên cái vùng đất phèn. Do đó thì hiện nay như anh nói là bón tới 200 kg DB cho một hecta là quá cao. Và như vậy mỗi vụ đều bón phải không? Thì cái sự lưu tồn lớn lắm. Và có thể ngay bây giờ tôi khuyến cáo các anh là trong ngay trong vụ đông xuân này anh không cần thiết phải bón lân, thì vẫn đủ lân đáp ứng cho nhu cầu của cây lúa phát triển mà năng suất không hề sụt giảm. Thì tôi khuyến cáo với anh là như vậy. Kính thưa bà con, kính thưa quý khán giả, không chỉ có cái vấn đề nước tưới thì trong cái hệ thống mà canh tác lúa cải tiến thì các nhà khoa học còn hướng bà con nông dân là trồng lúa giúp tăng năng suất nhưng mà lại giảm cái chi phí đầu vào, ví dụ như là giống, phân bón, thuốc trừ sâu vân vân. Trong đó thì cái kỹ thuật sử dụng phân bón là một cái nội dung hết sức quan trọng. Và trước khi trao đổi tiếp về vấn đề này thì chúng tôi xin mời hai nhà khoa học cũng như là quý khán giả cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Sau thời gian dài thâm canh ba vụ liên tục, đất lúa đồng bằng sông Cửu Long đã có những biểu hiện suy thoái. Dễ thấy nhất là bộ rễ lúa kém phát triển, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng từ phân bón. Trong khi đó, bà con nông dân lại có thói quen lạm dụng phân hóa học, ít chú trọng phân hữu cơ, đã làm cho đất mất đi sự màu mỡ. Trước thực tế này, nhiều bà con đã ứng dụng các kỹ thuật trong hệ thống canh tác lúa cải tiến như chú ý cân đối các nguyên tố đa trung vi lượng và kết hợp sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh vào đồng ruộng nhằm giúp cây lúa phát triển đồng đều, khỏe mạnh, kháng sâu bệnh. Từ đó giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao năng suất và lợi nhuận cho bà con. Ở đây đó là bón coi như là bón đúng đúng lúc, đúng cái thời điểm. Thí dụ như là cái cử đầu là cử là 8 tới 12 ngày ha. Mình bón cử đầu, bón để lúa thốc nổi nở chồi. Cái thứ hai đó là cử từ 18 22 đó. Rồi cái thứ ba đó là coi như cử là quan trọng nhất của cái giai đoạn sinh trưởng của lúa đó là cử đón đồng đó. Thường thường đó, tôi làm ruộng đó, đi coi như là thăm đồng thường xuyên, lúc đó coi như xé khi nào tiếng khối sẽ khởi đó, thì tôi mới bón. Nó khác hơn là khác cái chỗ đó. Hồi trước đó thấy lúa thì hơi vàng thì bón thôi đó, bây giờ không có kỹ đó đâu. Nếu mà để vàng thì cái hai vàng hai xanh là tốt. Phân tích quá trình thâm canh lúa ở đồng bằng sông Cửu Long cho thấy những tập quán canh tác truyền thống như dùng lúa thương phẩm làm lúa giống, xạ với mật độ cao, bón phân không cân đối và thường bón dư đạm đã làm cho nhiều đối tượng dịch hại bùng phát mật số, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng ngày càng nhiều. Thực trạng này không những làm cho chi phí tăng cao mà còn tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến canh tác bền vững. Chính vì vậy, việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, giảm giá thành sản xuất, phát triển lúa bền vững được đặt ra rất cấp bách. Trong những giải pháp giảm chi phí sản xuất lúa thì hệ thống canh tác lúa cải tiến có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng lúa gạo. Ba vụ thì liên tục luôn mà. Ở đây thì làm như vậy xong là hoàn cái đốt rơm gà, xong hoàn cái bưởi, xới lại cái đầu xạ tiếp. Thành thử ra cái lượng phân nó tích lũy ở trong đất, nó không làm gì nó cạn kiệt. Trước đây thì mình làm cái phù sa nước rồi nó nhiều, còn bây giờ là cái dạng phù sa nó ít. Thành thử ra phân thì phải giải tăng hơn lúc trước nhiều. Thí dụ như trước đây thì mình giải một công tầm 3 mét thì khoảng bao. Còn bây giờ là khoảng giải 60 kg, có đôi lúc là phải lên tới 70 kg công. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi thì không biết là với hai nhà nông chúng ta có câu hỏi gì đặt ra cho các nhà khoa học không? Xin mời chú Dũng. Theo như phóng sự hồi nãy đó thì mình sử dụng chế phẩm vi sinh đó, mà bây giờ là tôi xin hỏi coi mình chọn chế phẩm vi sinh nào cho nó phù hợp với lại nó có hiệu quả cho cây lúa. À, có nghĩa là chú cũng có nghe các nhà khoa học khuyến cáo trong cái hệ thống canh tác lúa cải tiến thì có khuyến cáo sử dụng các cái chế phẩm sinh học hay vi sinh gì đó. Thì chú muốn hỏi là bây giờ là mình sử dụng cái loại nào nó tốt, cách sử dụng sao, phải không? Nhân vấn đề này chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Võ Thị Gương hay tư vấn cho chú tại chỗ ạ.
Chúng ta cũng biết rằng cái khả năng cung cấp dinh dưỡng từ đất nó rất là quan trọng. Nó chiếm đến 70% cái lượng đạm và dinh dưỡng mà cây lúa hấp thu từ đất. Còn như vậy thì chỉ khoảng 30-40% là cây lúa hấp thu từ phân bón thôi. Như vậy thì chúng ta tác động cái biện pháp nào để giúp duy trì hoặc là cải thiện được cái độ màu mỡ, cái độ phì nhiêu của đất là rất là quan trọng, là giúp tăng năng suất là ở cái điểm này. Cho nên bây giờ như là chúng ta canh tác lúa thì nhiều vụ trong một năm, và chỉ bón phân mà lại là phân không cân đối, rất là nhiều đạm, rất là nhiều lân. Kali thì tôi thấy rằng bà con nông dân của mình bón cũng tương đối là đủ, hơi thừa một chút, nhưng mà quan trọng nhất là thừa đạm và thừa lân. Thì như vậy là với cái sự mất cân đối như thế, dần dần càng làm cho cái đặc tính về sinh học của đất đó, nó thay đổi, nó làm nó suy giảm đi cái độ phì nhiêu về mặt sinh học đất, cả về mặt vật lý đất. Do đó thì chúng ta cần cải thiện các cái đặc tính sinh học đất và vật lý đất cũng như là độ phì nhiêu đất này bằng cái biện pháp là sử dụng phân hữu cơ mà có những cái sản phẩm sinh học đưa vào trong đó. Thí dụ như phân hữu cơ vi sinh có những cái dòng vi khuẩn mà có khả năng cố định được đạm, hấp thu được đạm từ khí trời hoặc là hòa tan lân từ trong đất để mà giúp đưa ra cho cây trồng hấp thu. Hoặc là những cái dòng vi khuẩn, những dòng vi sinh vật mà nó có lợi, nó có thể tăng cường những cái dòng vi sinh vật có lợi cạnh tranh, tăng cái sự cạnh tranh với các dòng vi sinh vật có hại. Do đó thì nó cũng giúp được cái môi trường cho bộ rễ phát triển tốt và giảm được bệnh hại hơn. Do đó thì chúng tôi cho rằng sử dụng phân hữu cơ vi sinh là một cái dạng sản phẩm mà rất là cần thiết và con nông dân cần sử dụng. Có thể là chúng ta tự sản xuất ra hoặc là chúng ta có thể mua các phân hữu cơ vi sinh mà có những vòng vi sinh vật có lợi trong đó để giúp cho môi trường đất của chúng ta đa dạng. Các dòng vi sinh vật sẽ giúp cạnh tranh để mà nó có thể làm giảm đi các cái bệnh hại trên cây lúa, đồng thời nó tác động giúp cho cái độ phì nhiêu đất, độ màu mỡ của đất tăng lên. Nhân đây xin hỏi chị Trân thêm là trong những cái dùng mà nguyên liệu lúa LoboGap của công ty Tân Thành đấy, thì bà con có ứng dụng cái quy trình như giáo sư Gương lúc nãy có chia sẻ không ạ? Thực tế thì hiện giờ trong quy trình gáp cũng như là bà con đồng bằng sông Cửu Long chưa có cái thói quen là sử dụng các cái sản phẩm hữu cơ ở trên ruộng, tức là chưa có bón vô cho ruộng. Bên cạnh đó thì bà con chủ yếu là tập trung xử lý cái hữu cơ trong đất, ví dụ như là cái gươm rạ, cái gốc rạ đó. Như vậy là bà con đã sử dụng lại là thôi là mừng rồi đó, tại vì bà con tranh thủ cái thời vụ mà một năm ba vụ, cho nên bà con tranh thủ. Và cái quy trình sức mạnh sinh học thì được áp dụng rất là nghiêm ngặt trong cái việc sản xuất ra cái gạo đạt chuẩn LoboGap, cái gạo hoa lúa ở công ty Tân Thành đó, bởi vì phải quy định và phải cam kết rằng trước 30 ngày trước khi thu hoạch đó thì không có sử dụng các cái thuốc hóa học để mà tránh cái tình trạng là ảnh hưởng tới cái phẩm chất gạo bán cho người tiêu dùng đạt chuẩn LoboGap. Dạ, xin cảm ơn chị Trân. Chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả tên là Lê Ngọc Thảo ở Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận hỏi như thế này: ứng dụng kỹ thuật cải tiến á, ý chắc là chú muốn nói là cái hệ thống canh tác lúa cải tiến đó, nó có khác gì với IBM hay không? Nên bón phân đạm như thế nào để mà không có bị thất thoát và nó gây nên cái hiệu ứng nhà kính? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng tư vấn ạ. Dạ, anh Thảo thân mến, cái ứng dụng cái kỹ thuật canh tác lúa cải tiến đó thì nó bao gồm tất cả những giải pháp tốt là 1,6 giảm đó, như mà tôi đã trình bày cho bà con. Thì trong 1,6 giảm đó, nó có cái giảm thuốc, mà muốn giảm thuốc được thì phải trên nền tảng IBM, tức là quản lý dịch hại tổng hợp. Do vậy thì cái kỹ thuật canh tác cải tiến này nó đã bao gồm luôn cái IBM thì của anh Thảo đã đề cập trong 1,6 giảm rồi. Vấn đề kế tiếp là bón phân đạm như thế nào để mà không thất thoát và gây hưởng nhà kính, thì câu trả lời là chỉ có giảm thôi, chứ là không có cách gì mà gọi không thất thoát được. Thì báo quý vị là hiệu suất sử dụng cái phân ure, phân đạm đó hiện nay là ở cái mức khoảng 35% cho tới khoảng 50% thôi. Và nếu ứng dụng đầy đủ những cái giải pháp thì chúng ta sẽ sử dụng được khoảng 50%. Và nếu mà kết hợp với những công nghệ mới đó, ví dụ như là các giải pháp là đạm hạt vàng vân vân, hay là hiện nay là kỹ thuật bón thấm ure, hay là bón dúi phân, hay là sắp tới bà con có thể là biết cái đạm xanh là của NEP26, rồi cái golden nitrogen tức là cái đạm trộn với cái nấm mycorrhizae, hay là cái đạm đen tức là ure trộn với lại là acetamid của cái tập đoàn Lộc Trời, hay là đạm Cà Mau vân vân.
thì nếu mà ứng dụng thêm cái mới đó thì có thể là chúng ta sẽ giành giật lấy lại thêm bớt một tí cái phần mà bị thất thoát. Do vậy thì bón phân đạm mà để giảm thất thoát thì áp dụng đầy đủ là bón phân từ bốn đúng, ba nhìn và ba ca. Cho phép tôi nói ngắn, bốn đúng đó là thứ nhất là đúng cái loại phân đó, đúng cái số lượng phân và đúng cái lúc và đúng cách. Và cây lúa là hai xanh hai vàng, thành ra là phải bón đạm như thế nào, bón lân như thế nào. Đạm là nặng độ giữa cuối, lân phải bón tập trung vào giai đoạn đầu đó. Đặc biệt là nếu trên đất phèn thì nên lót 50%, rồi thúc một là 7-10 ngày 25%, thúc hai là 20 ngày 25%, ví dụ như thế. Và không nên bón thừa phân đạm. Là kali thì cố gắng bón làm sao đó cho nó đủ cho giai đoạn đón đồng, vân vân. Trong vấn đề bón phân đạm á, thì bón phân theo bốn đúng, bón thân theo ba nhìn, nhìn đất, nhìn trời, nhìn cây mà bón. Đặc biệt là tránh thất thoát đạm vào giai đoạn đón đồng thì phải bón theo kỹ thuật không ngày không số. Và như vậy thì tôi thường nói với lại là các cán bộ kỹ thuật cũng như bà con nông dân rằng trước lúc mà bón phân đón đồng chúng ta phải cầm tờ giấy, mới ra ngoài đồng chúng ta phải quan sát cái chỗ nào lúa vàng tranh đó, chỗ nào lúa nó hơi xanh, chỗ nào lúa còn xanh, chúng ta phải khoanh vẽ thật kỹ và tính toán diện tích cho thật là tốt. Và cái chỗ mà vàng tranh thì cân về nhà cân phân 5 kg ure 5 kg kali cho một công, chỗ nó hơi xanh thì 3 kg ure 5 kg kali cho một công, chỗ mà nó xanh đậm thì chỉ có kali thôi, 5 kg kali một công. Và bón phân cái đón đồng theo kỹ thuật đó gọi là không dư một hạt, không thiếu một hạt, đảm bảo năng suất. Và cái kỹ thuật đó là kỹ thuật tiên tiến nhất đó, vân vân. Như vậy là bón phân đạm là phải theo đầy đủ những nguyên tắc trên, và đặc biệt theo 3K đó là bà con biết rồi. K1 là phải theo kinh nghiệm của bà con nông dân, cái ruộng mình là bón như thế nào phải rút kinh nghiệm. Cái K2 là theo khoa học. Khoa học là như hồi nãy giờ chúng ta đã bàn đó, là bón phân kỹ thuật không ngày không số. Và cái K3 tức là kiểm tra thực tế ngoài đồng. Như vậy là ngoài đồng thực tế lúa của mình như thế nào, chúng ta gia giảm theo cái nền tảng là kinh nghiệm và cũng như khoa học để mà chúng ta sẽ bón. Và nếu làm đúng như vậy thì chúng ta sẽ tăng hiệu quả sử dụng phân đạm lên mức cao nhất. Mà cao nhất thì ở cái mức là sử dụng khoảng 60%. Đó, chứ không thể nào mà lên nữa vì cái cơ chế nó cũng phải bị thất thoát. Đó, thì chúc anh Thảo thành công. Xin hết. Dân, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. À, hình như chú có câu hỏi. Thầy xin ý kiến hỏi thầy Phụng đi. Nói về vấn đề thầy có dạy mà tôi cũng có học theo cái chương trình nhịp cầu nhà nông hoặc là khuyến nông học ở nhà đó, không học có chuyện ở lớp gì đâu. Nói nhìn đất, nhìn cây, nhìn trời để mà bón phân á. Nhưng mà cái quy trình của tôi đó bón theo thầy á, tôi có bón ở đây cũng nhờ thầy là tư vấn dùng. Nói về cái dùng đất của tụi tôi á, tôi bón cái đợt 1 có tôi bón ure 2, kali 2, 5DB. Cái đợt 2 tôi bón ure 3, DP 3, DP 5. Đó, cái đợt 3 kali 7, DP 3, ure 3. Cái nguyên nhân cái đợt 3 bón đón đồng tôi bón DP bị cái dùng tôi là cái dùng bị ưa xì phèn khi bón gì đó, lúa nó nặng hạt. Rồi cái vấn đề thứ hai muốn hỏi thầy á, vấn đề cái bón phân á, nó có thể trôi từ chỗ này ra chỗ khác không? Giờ cái câu trả lời là thưa với quý vị là chắc chắn là bón phân mà nếu bể bờ nó trôi thì mất phân. Và nếu mà chúng ta giữ một mực nước nó đừng có chảy đó thì là phân nó chỉ mất theo khuếch tán thôi. Thí dụ như là nước lũ ngập mênh mông, ngập luôn cả bờ luôn. Tại vì tôi là đã có nhiều năm sống ở Đồng Tháp 10. Nếu mà dòng nước nó không có chảy hết, chúng ta dục một cái nắm phân ở đây thì nó sẽ khuếch tán từ từ thôi, chứ nó không mất liền. Nhưng mà chảy thì mất hết. Do đó là quan trọng làm sao mà đừng có tạo dòng chảy bể bờ, mà dòng chảy thì nó mất rất nhanh. Đó là cái ý đầu tiên. Vấn đề thứ hai là bón phân thì tôi đã hướng dẫn bà con rồi đó. Tức là bón phân thì phải tùy theo đất trồng và tùy theo cây. Như vậy dùng đất của anh là nó có phèn phải tăng cường là cái phân lân, là lân đặc biệt là nên sử dụng 50% cái lượng lân. Cái chỗ anh thì nên bón 60 lân nguyên chất đó, thì bón năm khoảng 30 P2O5, tức là khoảng 200 kg lân nung chảy đó, bón vào cái vùng đó. Mà nếu mặn nữa thì anh có thể sử dụng lân nung chảy trong vùng đó là cũng tốt, 200 kg. Rồi thúc một là khoảng chừng 25% lân còn lại, rồi thúc 25%. Đó, như vậy là tổng lượng lân của anh là tình hình là như thế. Còn đạm thì hồi nãy giờ các nhà khoa học chúng ta nghiên cứu rồi, bón làm sao cân đối thôi, khoảng 80-100% N thôi, tức là tối đa là khoảng chừng 220 kg ure trở lại thôi. Nếu mà chỉ bón riêng ure tức là nguyên chất độ khoảng 80-100% N thôi, mà bón nặng đầu nhà cuối.
Và như vậy là đợt 1 là nếu đông xuân anh bón khoảng chừng 30% trong đợt 1 và 40% đợt 2. Và đón đồng 20% là rước hạt 10%. Còn riêng những cái vụ hè thu đó thì anh có thể tăng được 40%, được 20-30%, 4-3-2-1. Còn kali trên vùng đất của anh đó thì hàm lượng K tổng số trong đất khoảng 1-2%, tương đối khá đó. Thành ra là các nhà khoa học chúng tôi khuyến cáo là kali nên dồn vô đợt đón đồng khoảng 50kg cho 1 hecta thì nó sẽ hợp lý. Trừ trường hợp anh bón quá thừa phân đạm, anh phải dằn K để chữa cái bệnh mà bón dư phân thôi. Chứ anh bón cho đúng á, thì cái kali sẽ lấy trong đất nó phát huy ra. Theo nghiên cứu của chúng tôi á, thì là để tạo nên năng suất 10 tấn đó, thì cây lúa nó hút đi 800 kg silic và đặc biệt là nó hút khoảng chừng là 180 kg đạm. Nông dân bón 90 thôi, còn 90 nó lấy trong đất và nó hút một cái lượng kali cũng rất là cao, khoảng 150 kio, tức là khoảng 5 bao cái muối ớt đó. Như vậy thì mình bón 1 bao thôi, còn 4 bao nó phải lấy trong đất. Nói chung là chủ yếu là chúng ta cũng có khá nhiều chất, chúng ta có thể là sử dụng cái bón phân tương đối hợp lý và đặc biệt là tăng cường cái vi sinh để có thể là có ít tốn tiền mua phân thì nó sẽ hợp lý hơn. Và ở đây có một điểm cần trao đổi là không nên lúc nào cũng bón đón đồng là có DB, mà chỗ nào bị xì phèn thì anh xử lý ngộ độc phèn riêng. Tôi xin đề nghị với bà con trên vùng đất phèn là bón DB là chỉ bón chỗ nào nó bị phèn nhổ lên để nó bị đen bị đỏ chúng ta xử lý, tháo nước ra chúng ta bón lăn chứ không cần bón DB. Bón lăn ở dưới khoảng 2kg một công, 20kg một công, sau đó rồi chúng ta đưa nước vô và nó phục hồi rồi chúng ta chăm bón bình thường, chứ không cần bón DB và như thế này thì nó sẽ lớp lá và nó sẽ bị sâu bệnh nhiều, nó sẽ không có tốt. Do đó là chỉnh lại cái phần DB này vào đợt đón đồng thì tôi sẽ cho thấy là sẽ hợp lý hơn, cây lúa anh sẽ có lý hơn. Rồi, chúc anh thành công. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Bây giờ thì chúng tôi xin dành thời gian cho bộ phận kỹ thuật có thể là cho quay số may mắn lần thứ nhất của chương trình ạ. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật. Trần Xuân Lạc đã may mắn nhận được quà của nhà tài trợ thông qua cái việc quay số may mắn lần thứ nhất. Chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả tên là Nguyễn Quang Minh ở Mang Thích, Vĩnh Long hỏi như thế này: đối với những vùng đất có phèn nên áp dụng kỹ thuật tiết kiệm nước có làm phèn tăng thêm lên nữa hay không? Thứ hai là lúa mà khi bón phân nó không nhận, rễ nó không phát triển, vậy thì làm cách nào để khắc phục? Vấn đề này chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Võ Thị Gương tư vấn. Thì trong kỹ thuật canh tác lúa trên đất phèn đó, khi mà chúng ta không quan tâm đến việc tiết kiệm nước thì chúng tôi vẫn khuyến cáo bà con nông dân là nên có cái giai đoạn để cho khô, tức là thoát nước ra để cho khô. Để làm gì? Là vì như thế thì sẽ giúp thứ nhất là rửa phèn, cái thứ hai nữa đó là giúp làm giảm đi các cái phản ứng mà đưa đến là thí dụ như sắt hoặc là nhôm hoặc là lưu huỳnh, nó sẽ gây ngộ độc cho cây lúa. Bây giờ trong cái trường hợp chúng ta áp dụng cái biện pháp là tiết kiệm nước trong canh tác lúa ở trên đất phèn thì như thế nào, thì tôi cho rằng là như vậy thì nó cái nguyên lý của chúng ta nó cũng không có thay đổi, tức là khi mà chúng ta bơm nước vào và chúng ta để khô, xem như là khô gặp luân phiên khoảng dài 3 ngày, thì tôi nghĩ rằng ít nhất là phải 3 ngày, thậm chí là chúng ta còn có thể là cho cái thời gian kéo dài hơn cho đến khi nó bị nước chân chim và sau đó chúng ta cho nước vào. Thì vấn đề đặt ra đây là có bị xì phèn hay không, thì tôi cho rằng là nó sẽ không tác động lớn, là vì trong đất là vẫn còn cái độ ẩm rất là cao. Và xì phèn khi nào nó thật sự rất là khô và màu dẫn từ bên dưới, từ tầng phèn bên dưới nó phải đưa lên các cái độc chất sắt nhôm đưa lên trên tầng mặt thì chúng ta gọi là xì phèn. Còn bây giờ đối với chúng ta thì chúng ta vẫn giữ một cái trạng thái ẩm ở trong đất, tức là khô ngập luân phiên, thì tôi đề nghị là nên áp dụng kỹ thuật này cho canh tác lúa trên đất phèn thì sẽ không bị ảnh hưởng của cái vấn đề là vận chuyển các cái độc chất từ bên dưới đưa lên, gọi là xì phèn. Xin cảm ơn giáo sư. Một khán giả tên là Mai Văn Tâm ở Tân Hồng, Đồng Tháp hỏi như thế này: cử phân nhì
rải phân kali kết hợp với phân lân cho cứng cây cứng lá có được hay không? Xin hỏi tôi làm vậy có hợp lý không? Dưới này này chúng tôi xin mời phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng tư vấn. Anh Tâm thân mến, ở đất Tân Hồng của anh đó là đất xám, như vậy là nó thiếu kali. Và như chúng tôi đã trình bày thì anh nên bón hai đợt. Cái đợt đầu tiên là đợt cây con 7-10 ngày, bón một bao kali vào giai đoạn đó cộng với lại là DB ure. Và nên dành cái đợt thứ đợt kế đó, đợt cuối cùng đó là đợt đón đồng. Anh sẽ bón tiếp tục là theo cái kỹ thuật công nghệ công số, có trong đó có kali, tức là ít nhất là có 5 kg kali cho một công thì nó sẽ hợp lý hơn. Và cái đợt mà giữa đó thì anh chỉ bón đạm với lân thôi để cho cái lúa nó đẻ nhánh tốt. Tại vì chúng ta đã có dặn kali vào cái đợt mà cái con rồi, thì chúc anh thành công. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Sau đây chúng tôi xin nhờ chị Trần Thị Bích Trân có thể là trả lời câu hỏi cho khán giả Lê Văn Na ở dòng riền Kiên Giang có gửi câu hỏi về bằng hình ảnh như thế này. Lúa tôi xài giống Jasmine 85, cấy được 65 ngày, tính luôn cái lúc làm mạ đó. Thì hiện ruộng thì mới rút nước khô nhưng mà thấy lá chân nó hơi bị vàng, nhổ lên thì thấy bụi lúa có rễ trắng. Vậy trong trường hợp này nên xử lý như thế nào để lúa trổ đồng loạt và ít bị bệnh về sau? Xin chào anh Na. Hiện trạng trên ruộng anh thì rất bình thường. Có lẽ do nhiều tin tức về mùa vụ, những cái bất lợi đó, cho nên là anh có hơi lo sợ. Chứ nhìn cái trà lúa là phát triển rất là bình thường. Và cái việc mà chúng ta rút nước như thế này cũng là tạo điều kiện ngập khô xen kẽ như nãy giờ chúng ta đề cập đó. Vấn đề bây giờ là ở giai đoạn lúa chỗ lẹt xẹt, chúng tôi có thể khuyến cáo anh xử lý một đợt bằng cái tăng cường sức sống. Lá ti sẽ giúp cho cái lúa anh chỗ rộ, chỗ tập trung, rút ngắn thời gian chỗ từ 3 đến 5 ngày. Và anh không phải lo sợ điều gì cả. Chúng ta có thể can thiệp để hỗ trợ cho cây lúa như vậy thôi. Không phải lo sợ bệnh sâu gì ở giai đoạn này đâu. Dạ, xin cảm ơn chị Trân. Tiếp theo chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Võ Thị Gương tư vấn cho khán giả tên là Nguyễn Trung Quân ở Giang Thành, Kiên Giang. Vị khán giả này và có hỏi và kèm theo hình ảnh như sau. Ruộng tôi xạ lúa nếp, thời gian sinh trưởng là 105 ngày, ruộng xạ được 20 ngày. Tôi giữ nước để mà hạn chế cỏ. Do trời nắng nóng nên có hiện tượng bị dậy phèn, cây lúa sinh trưởng yếu. Xin hỏi giờ tôi cần làm gì để lúa phát triển tốt trở lại? Nhìn hình ảnh anh gửi đó thì tôi thấy rằng cây lúa phát triển kém, nó rất là yếu. Và sau 20 ngày xạ mà như thế thì rõ ràng là nó cũng có vấn đề. Vấn đề ở đây thì tôi cho rằng có thể là vì giữ nước ở cái độ sâu, ngập sâu quá, giữ nước quá nhiều trên ruộng làm cho cây lúa nó phải phát triển là ốm hơn, nó dài hơn, nó dương dài ra. Do đó thì hạn chế cái việc phát triển đẻ nhánh. Và một cái điều nữa là ảnh hưởng liên quan đến cái vấn đề phèn đó. Thì nếu mà trong ruộng của chúng ta có cái hiện tượng là có phèn thì tôi cũng đề nghị là anh nên tháo nước nó ra, bỏ đi. Là vì sau 20 ngày ngập nước thì cũng là cái đỉnh cao của cái sự khử của các cái độc chất sắt nhôm. Do đó thì với cái điều kiện ruộng lúa như vậy thì tôi nghĩ rằng cái thứ nhất là tháo bỏ nước để mà hạn chế phèn. Cái thứ hai nữa là khi cho vào đó, khi cho nước vào thì chúng ta cho không có ngập quá sâu. Và chúng ta bón thì cân đối NPK, không quá nhiều đạm mà cần có thêm kali. Và lân thì như chúng tôi nói, chúng tôi trình bày lúc nãy là rõ ràng lân là chúng ta đã có cái sự lưu tồn lân ở trong đất rất là nhiều rồi, cho nên có thể là lân chúng ta nên hạn chế giảm bớt lại. Mà với cái trà lúa này thì rõ ràng là cây lúa rất là yếu, cho nên cần kali, hạn chế đạm. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Tiếp theo chúng tôi xin mời phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng tư vấn cho khán giả tên là Lê Văn Lực ở dòng riền Kiên Giang hỏi và kèm theo hình ảnh như sau. Tôi xạ giống IR50404, lúa đã được 24 ngày, đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tôi đã bón phân lần 2 được 4 ngày, cụ thể là 8 kg ure cộng 6 kg DAP, 3 kg kali. Nhưng đến giờ lúa vẫn vàng và vàng đọt và phát triển rất là kém. Xin hỏi như vậy là có cân đối hay chưa? Sau bón phân đợt 2 nên điều tiết nước như thế nào để cây lúa hấp thu phân bón tốt? Dân xin mời phó giáo sư. Dạ, anh Lực thân mến, là dòng riền Kiên Giang chúng ta là bị phèn. Như vậy thì bây giờ là dựa theo cái thực trạng, tại vì ở đây chúng ta không có biết được là cái đợt 1 anh đã bón bao nhiêu phân rồi. Bây giờ dựa vào cái thực trạng thì lúa anh vẫn còn bị vàng đọt, phát triển kém. Và nếu anh nhổ rễ lên, nếu cái rễ nó bị đỏ, bị đen thì nó bị phèn. Thì như vậy là chắc chắn là chúng ta phải xử lý cái tình trạng này và phải bổ sung dinh dưỡng cho nó, tại vì là nó không có đủ để mà nó phát triển theo cái tình hình hiện nay.
Do vậy thì ở đây có mấy cái bình luận. Thứ nhất là lúa 504 thì nó rất ngắn ngày, như vậy là cái đợt bón phân đợt 2 anh nên bón sớm một chút, bón 18 tới 20 ngày thôi thì nó sẽ hợp lý hơn. Ở đây anh bón 24 ngày nó hơi chậm. Và cái mức bón này anh rút kinh nghiệm, cái mức bón này so với tình hình thực trạng lúc đó anh ra anh coi cái đợt lúa thì mức bón này nó non, tức là nó không đủ, đáng lẽ anh phải tăng lên. Đó, tăng ở đây là tăng DAP đó, tại vì nó kém quá, thành ra ure có thể giữ nguyên 8 kg đó, và có thể tăng DAP lên 8 kg đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Hoặc là nếu có khả năng tăng lên 10 kg đó, 10 kg ure, 10 kg DAP đó. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là nếu anh bón như vậy là theo công tầm 1.300 đó, 10-10 đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Và trên đất trồng riền thì cũng không cần bón kali vào cái đợt giữa, đó, như vậy là vấn đề bón phân là tôi lưu ý như thế. Và nên tăng cường ngay cái sức mạnh sinh học, xịt Plexi vô để mà cho nó rút cái phân lên hợp lý hơn. Bây giờ vấn đề điều tiết nước thì hồi nãy giờ anh nghe rồi, cái lúa đang để nhánh đang bón phân thì phải để lắp sắp. Và khi nó cuối cái đẻ nhánh thông hiệu, tức là khoảng chừng một tuần sau đó, lúc mà đẻ kính hàng thì anh sẽ xiết nước, thì vậy nó sẽ thành công đó. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Võ Thị Ngương tư vấn cho khán giả tên là Phạm Văn Tưa ở xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang hỏi như thế này: biến đổi khí hậu gây nên thời tiết khắc nghiệt, đồng bằng sông Cửu Long thì lũ nhỏ không có phù sa, từ đó phát sinh nhiều kế dịch hại tương đối khó trị, gây khó khăn cho nông dân trong chăm sóc lúa. Với tình huống này, nhờ các nhà khoa học hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa tốt nhất để mà hạn chế các cái dịch hại phát sinh trong thời tiết thay đổi thất thường để có được một nền nông nghiệp bền vững. Thì chúng ta cũng biết rằng khi mà tác động của biến đổi khí hậu đó đối với sản xuất nông nghiệp thì là thời tiết cực đoan là rất là quan trọng. Nắng nóng kéo dài rồi hoặc là lũ lụt bão lũ, thì năm nay chúng ta cũng biết là lũ của đồng bằng sông Cửu Long thì rất là nhỏ, do đó thì cái vấn đề mang phù sa bồi đắp cũng rất là hạn chế. Thì thực ra hạn chế trong một vài năm thì nó cũng chưa ảnh hưởng lắm, nhưng mà cái yếu tố về cái quản lý dinh dưỡng của chúng ta đó là cái yếu tố rất là quan trọng, là vì bà con nông dân thường hay bón rất là nhiều đạm, rất là nhiều lần. Và trong cái điều kiện thời tiết bất lợi như thế này thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể dự đoán là dễ dàng xảy ra những cái dịch hại. Cho nên cái yếu tố quan trọng để mà có thể ngăn chặn, hạn chế cái vấn đề dịch hại này thì cái vấn đề áp dụng cái biện pháp là như là lúc nãy giờ chúng ta đã được thảo luận là 6 giảm. Mà trong đó cái giảm quan trọng nhất là phải giảm phân đạm, giảm phân lân, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cân đối NPK. Và nếu có bổ sung thêm được phân hữu cơ nữa, mà phân hữu cơ vi sinh nữa thì chúng tôi cho rằng rất là phù hợp. Và bên cạnh đó thì áp dụng các cái biện pháp khác, thí dụ như là chọn giống, cái giống đã được phổ biến, rồi giống mà có thể kháng được một số bệnh, rồi sử dụng thêm các cái dòng vi khuẩn, những cái dòng nấm mà có khả năng kiểm soát được, rồi các cái biện pháp sinh học khác kết hợp vào, thì tôi cho rằng đó là những biện pháp rất là cần thiết để chúng ta có thể ứng phó, có thể chống chọi lại với cái điều kiện thời tiết cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong vụ đông xuân này. Dạ, xin mời chú Dũng. Hỏi giáo sư, phó giáo sư là biến đổi khí hậu này đó, rồi lũ nó nhỏ, rồi kết hợp theo cái biến đổi khí hậu này đó, nó ảnh hưởng gì tới lúa? Đến nghề trồng lúa, xin mời giáo sư. Thì như vậy chúng ta cũng biết rằng biến đổi khí hậu thì tác động như thế nào. Trước hết là cái lưu lượng của sông Mekong là bị hạn chế lại, mà bị hạn chế này một phần là cũng do các tác động là xây nhiều cái đập quá đã được xây dựng ở cái vùng của phía trên Trung Quốc, rồi dài xuống Lào, rồi Thái Lan vân vân. Thì như vậy là cái lượng nước sông Mekong đi xuống sông Tiền, sông Hậu của chúng ta đã giảm, mang phù sa bồi đắp nó cũng giảm hơn. Rồi mặt khác nữa thì nhiệt độ tăng cao, là chúng ta cũng biết rằng cái sự phát thải của khí gây hiệu ứng nhà kính, mà trong đó thì cái sự phát thải khí mà do tác động của sản xuất nông nghiệp đó nó cũng rất là quan trọng. Thì chúng ta biết là bên cạnh các cái dạng khí phát thải từ cái khu sản xuất công nghiệp hoặc là các cái phần khác, thí dụ như là xe, rồi máy lạnh, tủ lạnh vân vân, thì cái sản xuất nông nghiệp phát thải ra ba cái dạng khí rất là quan trọng, đó là khí mê tan, rồi
tức là CH4, cái thứ hai nữa là cái khí carbonic, và cái thứ ba là cái khí nitrous oxide. Nitrous oxide là NiO. Đặc biệt cái khí methane và cái khí NiO đó thì nó lại có cái tác động rất lớn đến cái việc là làm nâng cao, tăng cái nhiệt độ, làm cho trái đất nóng dần lên. Và chúng ta cũng biết rằng đối với khí carbonic CO2 đó, thì cây trồng nó còn có thể khả năng hấp thu trở lại trong cái quá trình quang hợp. Trong khi đó các sản phẩm methane hoặc là các sản phẩm nitrous oxide thì lại là nó phát ra trên và trong khí trời và nó làm cho trái đất ấm lên, thì tác động là càng gây đến cái tình trạng là biến đổi khí hậu nó càng nghiêm trọng hơn. Do đó thì chúng ta thấy là trước đây thì chúng ta cho kỹ thuật sản xuất của chúng ta là 1,5 giảm, mà bây giờ chúng ta đến là 6 giảm, có nghĩa là phải giảm cái sự phát thải khí này. Và cái sự phát thải khí này càng phát thải đó thì nó sẽ đưa đến tình trạng là nóng và cái thời tiết cực đoan như lúc nãy là chúng tôi trình bày. Và một cái vấn đề mà nghiêm trọng xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long mà chúng ta thấy rõ ràng trong các năm vừa qua và đặc biệt trong năm nay, đó là sự xâm nhập mặn. Xâm nhập mặn xảy ra sớm và đi sâu vào nội đồng. Thì nãy giờ chúng ta cũng rất là bàn nhiều đến vấn đề xâm nhập mặn ảnh hưởng tới cái việc quản lý nước, thiếu nước ngọt. Và như vậy thì các biện pháp áp dụng cái biện pháp quản lý nước là tiết kiệm nước, sử dụng nước một cách thông minh, tiết kiệm. Và chúng ta cũng phải áp dụng và yên tâm rằng nếu mà không có nước ngọt thì năng suất lúa của chúng ta có thể là không thay đổi, bằng cách là chúng ta sử dụng phân bón cân đối. Và như vậy thì cái lượng nước ngọt giữ trong ruộng là chúng ta cũng vẫn giữ như vậy, không bơm nước vào. Thì ở đây chúng tôi cũng thấy rằng nó có nhiều cái mối tương tác với nhau. Thí dụ như là sử dụng nước tiết kiệm thì lại giảm cái sự phát thải khí methane. Và cái tác động là sử dụng tiết kiệm phân đạm, cân đối phân đạm thì giảm cái sự phát thải khí NiO. Và sử dụng phân hữu cơ, sử dụng phân hữu cơ vi sinh là làm cũng làm giảm cái việc là thải khí NiO. Mặc dù sử dụng phân hữu cơ thì theo thí nghiệm chúng tôi cho thấy rằng cái khí carbonic thải ra nhiều hơn so với lại bình thường không sử dụng phân hữu cơ. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng khí carbonic nó chỉ tác động một thôi, trong khi đó khí NiO nó tác động gấp 300 lần. Nó gây làm tăng nhiệt độ của trái đất này lên tới 300 lần. Còn khí methane thì nó gây đến 23 lần. Tác động của nó mạnh hơn so với khí carbonic. Do đó thì nếu mà chúng ta sử dụng cái phân hữu cơ đó là chúng ta có thể là thải ra một ít khí carbonic, nhưng mà bù lại đó là chúng ta giảm rất là đáng kể cái lượng khí nè, NiO là cái tác động bất lợi đến tới 300 lần so với khí carbonic. Do đó thì chúng ta trở lại cái kỹ thuật canh tác tiên tiến là chúng ta giảm cái lượng đạm, giảm lượng nước và chúng ta sử dụng phân hữu cơ vi sinh. Thì như vậy là chúng ta áp dụng cái biện pháp là năm giảm cộng thêm cái giảm thứ sáu nữa là giảm cái sự phát thải khí nhà kính mà hiện nay cả thế giới đang quan tâm. Thì như vậy thì tôi cho rằng tác động lại đến cái sản xuất nông nghiệp, mà trong đó có canh tác lúa, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Vâng, đã sắp hết chương trình rồi cho nên là mình cũng không còn dành cái thời gian để có thể là tư vấn những cái câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ phía khán giả. Nhưng mà nhân đây thì cho Thúy Hằng xin được hỏi cả hai nhà khoa học, đã chốt lại chương trình luôn rồi thì bây giờ Thúy Hằng hỏi một câu. Tại vì nãy giờ nghe khán giả, bà con nông dân thường hay đặt câu hỏi là biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng đến nghề trồng lúa của bà con. Vậy thì bà con có đặt cái câu hỏi ngược lại là cái nghề, chính nghề sản xuất lúa của chúng ta hiện nay đó có gây nên, có ảnh hưởng cái biến đổi khí hậu hay không? Thì cái đó là cái phần mà cái trách nhiệm của bà con hướng tới chúng ta sẽ sản xuất như thế nào để có thể là mình thích nghi với cái sự biến đổi khí hậu này. Một phần là vì chúng ta phải sống thích nghi với nó, một phần là vì trách nhiệm của chúng ta. Xin mời hai giáo sư cho một cái lời tư vấn. Dạ, như từ đầu thì chúng tôi đã có trình bày với bà con canh tác lúa có ba vấn đề lớn, nó liên quan tới vấn đề là giảm cái phát thải khí nhà kính. Thứ nhất là bà con hạn chế đốt rơm rạ. Bà con phải tìm cách để mà xử lý cái rơm rạ đó bằng cái nấm trichoderma hay là máy cuốn rơm vân vân. Tại vì đốt rơm thì nó tăng cường phát thải nhiều khí, trong đó có khí carbonic trong đó. Vấn đề thứ hai đó là hồi nãy giờ chúng ta đã nghe rất rõ rồi, tiết kiệm nước thì giảm phát thải khí CH4 là methane. Đó, và khí methane có sức của nó làm tăng cái nhiệt độ trái đất lên gấp 21 lần, 23 lần so với khí carbonic. Như vậy là phải tiết kiệm nước. Tiết kiệm nước nó thuận chiều sinh lý cây lúa, giúp là hạn chế đổ ngã, ít sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng tốt, và đồng thời là giảm phát thải cái khí methane.
thành ra tiết kiệm nước là rất hay, bà con lưu ý vấn đề đó. Và một cái thứ ba đó là bón phân cân đối hợp lý, tránh bón thừa phân đạm. Bà con biết rồi, đừng quá ham phân. Cái cây lúa mà nó năng suất cao là cây lúa nó bón phân cân đối hợp lý, nó roi roi thôi, nó cao khoảng 9 tấc tới 1 mét thôi. Đó, như vậy thì bón phân cân đối hợp lý là theo nhu cầu của cây lúa. Rồi quan sát đặc biệt là tránh bón thừa phân đạm vào cái đợt cuối vụ, tức là đông đồng. Đông đầu bón phân đông đồng theo kỹ thuật không ngày không số. Nếu bà con giúp làm được ba vấn đề đó thì đã là một cái người là rất là góp phần rất là tốt trong vấn đề là giữ vững an ninh lương thực, nhưng đồng thời cũng là giúp cho cái vấn đề là hạn chế cái phát thải khí nhà kính mà thế giới người ta hiện nay rất đáng quan tâm. Đó, tôi ý kiến như thế. Xin bà giáo sư ạ. Thì như vấn đề đặt ra, chúng ta cũng thấy rằng có sự tương tác rất là chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp và cái sự biến đổi khí hậu. Và những nhà nghiên cứu cũng đã công bố là sản xuất nông nghiệp của Việt Nam nó chiếm tới 50% cái lượng khí thải phát ra trên tổng cái lượng khí thải của cả nước. Thì điều này nói lên cái vấn đề gì? Là kỹ thuật canh tác của bà con nông dân chúng ta từ bấy đến nay đó, chúng ta còn có nhiều cái điểm yếu. Trong đó là cái thứ nhất là bón quá nhiều phân bón. Thứ hai là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều. Thứ ba là sử dụng cái lượng nước quá lớn, mà người ta cũng tổng kết rằng cái lượng nước trong canh tác lúa nó lớn tới gấp 5-10 lần so với lại cái lượng nước mà sử dụng cho canh tác cây trồng khác. Và như vậy thì rõ ràng là sự phát thải khí, trong đó thì khí metan, khí N2O và khí carbonic là từ sản xuất nông nghiệp, mà đặc biệt là trong canh tác lúa là rất lớn. Và tác động là sự ảnh hưởng xấu của biến đổi khí hậu tác động đến canh tác nông nghiệp của chúng ta. Cho nên bây giờ với cái sự tương tác đó thì chúng ta cần phải cải tiến cái kỹ thuật canh tác của mình để giúp góp phần làm giảm đi cái sự phát thải khí, giảm đi cái sự sử dụng thừa, quá dư thừa cái tài nguyên nước, rồi các cái tài nguyên khác. Từ phân bón cũng là một cái tài nguyên rất là hạn chế. Do đó thì như vậy thì với cái sự áp dụng cái kỹ thuật tiên tiến đó thì chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ góp phần rất là lớn trong việc làm giảm đi cái tác động bất lợi của biến đổi khí hậu ngay đến cái nghề canh tác nông nghiệp của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được công bố những vị khán giả may mắn nhận quà của nhà tài trợ. Thứ nhất là ba vị khán giả có câu hỏi bằng hình ảnh hay. Một, Lê Văn Lực ở dòng riền Kiên Giang. Hai là Lê Văn Na cũng ở dòng riền Kiên Giang. Ba là Nguyễn Trung Quân ở Giang Thành, Kiên Giang. Ba vị khán giả có câu hỏi hay qua đường điện thoại. Đó là Trương Hoàng Hảo ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Hai là Lê Ngọc Thảo ở Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ba là Nguyễn Quang Minh ở Mang Thít, Vĩnh Long. Và trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật hãy cho quay số may mắn lần thứ hai ạ. Chúc mừng khán giả tên là Phạm Văn Tư ở Chợ Mới, An Giang. Chúng tôi xin lưu ý là những vị khán giả có tên vừa nêu hãy luôn luôn giữ các số máy điện thoại mà đã liên lạc về cho chương trình, để mà 30 tập chương trình liên hệ ngược trở lại để trao quà cho bà con trong vòng 7 ngày tới. Còn bây giờ chương trình Sức mạnh sinh học với chủ đề ứng dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến trong vụ đông xuân năm 2015-2016 trên sóng của truyền hình Vĩnh Long xin được tạm dừng. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 61 với chủ đề nhận diện các loài có lợi trong ruộng lúa sẽ phát hình ngày 26 tháng 12 năm 2015. Một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến hai nhà khoa học, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian đến tham gia giao lưu với chương trình này. Cảm ơn quý khán giả ở xa đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ của đài truyền hình Vĩnh Long. Xin cảm ơn công ty Tân Thành đã tài trợ cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.